Các cổ đông giận dữ khi Facebook trả hàng tỷ đô la Mỹ để bao che cho Mark Zuckerberg. Quan chức Anh cảnh báo các nhà phê bình Trung Quốc không đến các quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Bắc Kinh. Châu Âu kêu gọi Trung Quốc chấm dứt chiến lược tự chủ công nghệ gậy ông đập lưng ông của mình. Kính chào các khán giả đang theo dõi một tin cập nhật vào ngày 24 tháng 9 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Facebook đã đồng ý trả thêm hàng tỷ đô la Mỹ ngoài khoản tiền phạt ban đầu mà Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã đưa ra vào năm 2019 để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg khỏi trách nhiệm cá nhân liên quan đến một cuộc rò rỉ dữ liệu của người dùng. Các cổ đông Facebook đã cáo buộc và kiện ra tòa vào hôm thứ Ba vừa qua, theo CNET. Trong các vụ kiện được đệ trình vào tháng trước tại Tòa án Chancery của Delaware, hai nhóm cổ đông đã trích dẫn các cuộc thảo luận nội bộ giữa các thành viên hội đồng quản trị của Facebook, với cáo buộc rằng họ đã cho phép thanh toán quá mức là 4,9 tỷ đô la Mỹ tiền phạt để bảo vệ Zuckerberg, đồng sáng lập và là cổ đông lớn nhất của công ty, cùng với COO Sheryl Sandberg. Các vụ kiện đã được tờ Politico đưa tin trước đó. Zuckerberg, Sandberg và các giám đốc khác của Facebook đã đồng ý cho phép một thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la Mỹ với FTC như là một biện pháp bảo vệ Zuckerberg khỏi bị nêu tên trong đơn khiếu nại của FTC, yêu cầu phải chịu trách nhiệm cá nhân và từ chức CEO, một trong những nội dung đơn tố cáo. FTC đã bắt đầu điều tra Facebook vào năm 2018 sau khi phát hiện Cambridge Analytica, một công ty tư vấn chính trị của Vương quốc Anh, đã truy cập dữ liệu từ 87 triệu người dùng Facebook mà không có sự cho phép của họ. Cuộc điều tra của FTC tập trung vào việc liệu Facebook có vi phạm thỏa thuận pháp lý mà họ đã cam kết với chính phủ Hoa Kỳ về việc là bảo mật dữ liệu của người dùng hay không. Mark Zuckerberg được coi là đồng bị cáo của vụ kiện trong bản khiếu nại mà FTC đã gửi tới Facebook vào đầu năm 2019. Đơn kiện của cổ đông cáo buộc rằng các luật sư của Facebook đã xác định công ty sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt là gần 107 triệu đô la Mỹ. Nhưng hội đồng quản trị của công ty đã đồng ý trả khoản phạt 5 tỷ đô la Mỹ để đổi lấy việc Mark Zuckerberg và Sandberg không có tên trong danh sách của FTC. Vụ kiện cũng đã lưu ý rằng cùng ngày mà thỏa thuận FTC được công bố, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông báo họ sẽ phạt Facebook là 100 triệu đô la Mỹ, như là một phần của thỏa thuận liên quan đến cuộc điều tra mạng xã hội này về vấn đề xử lý dữ liệu người dùng. Hội đồng quản trị chưa bao giờ xem xét nghiêm túc quyền hạn của Zuckerberg, các cổ đông cho biết, một trong các vụ kiện. Thay vào đó là đã giúp anh ta, bảo vệ anh ta và trả hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách công ty để chạy án cho anh ta. Facebook và FTC hiện tại vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Thưa quý vị, CNA đã đưa tin vào ngày 23 tháng 9, một nhà vận động nhân quyền giấu tên cho biết các quan chức Anh đã cảnh báo ông và những người phê bình Bắc Kinh khác tránh đi đến các quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Trung Quốc vì luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xây dựng lại Hồng Kông giống như là theo hình ảnh của mình, được áp dụng luật an ninh quốc gia để cấm các nhân sĩ bất đồng chính kiến và đàn áp các phong trào dân chủ của vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh đã tuyên bố quyền tài phán chung đối với luật an ninh, có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể truy lùng bất kỳ ai, bất kể quốc tịch hay là vị trí của họ, vì những hành vi mà Bắc Kinh cho là phạm tội. Bill Browder, một công dân Anh đã sinh ra tại Mỹ, người đã vận động cho các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại nhiều quốc gia khác nhau, đã cho biết, gần đây Anh đã được Văn phòng Ngoại giao Anh đã cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể nhắm mục tiêu vào Anh và các nhà hoạt động khác nếu họ đến các quốc gia có thỏa thuận dẫn độ về Trung Quốc. Họ bảo với tôi rằng tôi nên biết về những quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, Trung Quốc và nêu tên những nơi đó, Browder đã nói với AFP. Trung Quốc có thỏa thuận dẫn độ với khoảng 60 quốc gia, từ các nền dân chủ như là Tây Ban Nha đến các quốc gia độc tài như Iran. 9 quốc gia phương Tây đã hủy bỏ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông sau khi luật an ninh được thông qua, một phần vì yêu sách ngoài lãnh thổ của họ. Cho đến nay thì các nhà chức trách Trung Quốc đã không công khai bất kỳ yêu cầu dẫn độ nào theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông, mặc dù họ đã viện dẫn luật này không thành công, khi yêu cầu một website để lưu trữ ở Israel xóa nội dung. Browder cho biết cuộc gọi đã nêu rõ tên của ông có trong danh sách vụ truy tố cấu kết nước ngoài tại Hồng Kông liên quan đến Jimmy Lai, ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ đang bị ngồi tù. Cảnh sát Hồng Kông đã buộc Tòa Lai và một số nhà báo của anh ta thông đồng vì họ đã vận động cho các biện pháp trừng phạt thông qua tờ Apple Daily. Tờ báo này đã đóng cửa sau khi tài sản của ông bị đóng băng theo luật an ninh. Trọng tâm của cuộc trò chuyện là họ muốn cho tôi biết tên tôi có trong tài liệu và rằng luật an ninh quốc gia của Hồng Kông không chỉ áp dụng cho người dân ở Hồng Kông, nó áp dụng trên toàn cầu và cho cả người nước ngoài. Browder cho biết thêm, các quan chức cũng đang cố liên lạc với những người khác mà có tên trong danh sách. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết họ không thể bình luận về nội dung cuộc gặp riêng. Vương quốc Anh đã công khai báo cáo rằng luật an ninh quốc gia bao gồm các hoạt động được tiến hành cả bên trong và bên ngoài Hồng Kông. Thưa quý vị, Trung Quốc nên từ bỏ chiến lược do Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc đẩy, nhằm để tăng cường khả năng tự cường, nếu không thì sẽ làm tổn hại đến sự đổi mới và triển vọng tăng trưởng đất nước. Một nhóm doanh nghiệp châu Âu đã nhận định vào hôm thứ Năm, ngày 23 tháng 9, theo Reuters. Theo báo cáo của Phòng Thương mại châu Âu, có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy là Trung Quốc đang ngày càng muốn tự chủ, và xu hướng này đang tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng trong tương lai của đất nước. Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu, ông Joerg Wuttke cho rằng, chiến lược của Trung Quốc là mong muốn kiểm soát chính trị và sợ biến động là nguyên nhân của việc Trung Quốc đang cố gắng cắt giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài trong quá trình phát triển dài hạn của mình. Gọi đây là chiến lược lưu thông kép. Sự thay đổi này trực tiếp đến từ sự rạn nứt trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Báo cáo đã cho biết, việc tiếp tục chính sách hỗ trợ cho các công ty nhà nước sẽ ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế vĩ mô và năng lực kiểm soát khối tư nhân cũng như là sự đổi mới. Chiến lược lưu thông kép sẽ khiến cho Trung Quốc đi chệch khỏi tinh thần của những cải cách mở cửa nền kinh tế của đất nước vào những năm 1970, đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng trong nhiều thập kỷ, gây ra sự suy giảm đầu tư nước ngoài, phân bổ sai nguồn lực và giảm tăng trưởng xuất khẩu. Ông Wuttke cho biết, Trung Quốc có nguy cơ bị gậy ông đập lưng ông. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng nước này sẽ tiếp tục mở cửa và chào đón các công ty nước ngoài. Trong khi một số công ty nước ngoài, chẳng hạn như là những công ty trong lĩnh vực hóa chất có công nghệ mà Trung Quốc cần thì được khuyến khích, còn những công ty khác thì không, theo báo cáo của Phòng Thương mại châu Âu. Một số nhà cung cấp thiết bị mạng và dịch vụ nước ngoài đã nói rằng, việc rời khỏi thị trường là không thể tránh khỏi do việc tăng cường giám sát vì lý do an ninh quốc gia. Ví dụ như là các nhà cung cấp thiết bị y tế đôi khi không thể bán được vì các bệnh viện cố gắng mua hàng hóa của Trung Quốc, ông Wuttke đã nói. Báo cáo cũng đã thúc giục Trung Quốc giảm leo thang các lệnh trừng phạt đối với một số quan chức châu Âu đang kiềm hãm việc phê chuẩn một thỏa thuận đầu tư quan trọng giữa Trung Quốc với Liên minh châu Âu. Khối đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, và Bắc Kinh đã đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt riêng đối với châu Âu, bao gồm cả đối với các nhà lập pháp của châu Âu. Cơ quan điều hành của Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch vào tháng 5 để cắt giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc và nước ngoài khác trong 6 lĩnh vực chiến lược. Ông Wuttke đã cho biết các công ty nước ngoài đóng góp đáng kể vào thuế, thương mại và việc làm tại Trung Quốc, và đây vẫn là thị trường quan trọng đối với các công ty châu Âu, nơi đã giúp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong thời điểm diễn ra đại dịch. Các thưa quý vị, một tin cập nhật của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.